Chào mừng các bạn đến với chương trình hướng dẫn học tin học lớp 11. Chúng ta sang bài số 19 của chủ đề 6, thực hành tạo lập cơ sở dữ liệu và các bảng. Học bài học này chúng ta sẽ biết được những gì? Chúng ta sẽ biết cách tạo mới một cái cơ sở dữ liệu bằng cái phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu hay DSQL. Chúng ta sẽ biết cách tạo bảng, tạo khóa chính, khóa cấm trùng lập, vân vân. Riêng cái khóa ngoài thì chúng ta sẽ học trong bài sau nha. Bài học trước chúng ta đã phân tích cái cơ sở dữ liệu web xe âm nhạc, tức là cái cơ sở dữ liệu My Music của chúng ta sẽ gồm có các cái bảng như thế này. Bài học này chúng ta sẽ thực hành sử dụng cái phần mềm HeyDSQL để tạo ra cái cơ sở dữ liệu My Music này, đồng thời tạo một số bảng trong các cái bảng này, bao gồm cái bảng nhạc sĩ đây ha. Đây, chúng ta sẽ tạo ra cái bảng nhạc sĩ như thế này và bảng ca sĩ đây ha. Và các cái bảng mà chúng ta tạo ra thì nó chỉ như thế này thôi, gồm có tên bảng, các cái trường của bảng cũng như là kiểu dữ liệu của trường, khóa chính của bảng, chỉ có chừng đó thông tin thôi, chứ còn nội dung thì chưa có gì nha. Bây giờ chúng ta đi vào bài thực hành ha. Đây là bài thực hành và nhiệm vụ của chúng ta là sẽ tạo lập một cái cơ sở dữ liệu mới có tên là My Music, sau đó tạo cái bảng nhạc sĩ của cái cơ sở dữ liệu My Music này, khai báo các cái khóa có trong cái bảng nhạc sĩ. Như là thiết kế ở bài 18 bài trước ha. Như vậy công việc chúng ta phải làm trước hết là tạo lập cái cơ sở dữ liệu My Music đây ha. Và thứ hai là tạo lập bảng. Bảng ở đây là bảng nhạc sĩ nha. Và các cái bước để tạo lập bảng thì sẽ gồm có là khai báo cái bảng, khai báo các cái trường kiểu dữ liệu, đây các cái trường trong bảng, kiểu dữ liệu của các trường, rồi khai báo khóa chính đây ha, và cuối cùng là lưu kết quả. 1. Tạo lập cơ sở dữ liệu My Music. Bây giờ chúng ta sẽ tạo cái cơ sở dữ liệu My Music bằng cái phần mềm HeyDSQL nha. Đây là cái giao diện của phần mềm HeyDSQL. Sau khi chúng ta khởi động xong cái phần mềm HeyDSQL và kết nối đến MySQL thì chúng ta sẽ vào cái giao diện này ha. Bây giờ chúng ta sẽ tạo cái cơ sở dữ liệu My Music ở đây nha. Cách tạo như sau. Đầu tiên chúng ta sẽ nháy chuột phải vào cái phiên kết nối, đài phiên kết nối đây ha. Sau đó chọn tạo mới nha, đài. Tiếp tục chúng ta chọn cơ sở dữ liệu. Chúng ta sẽ nhập tên của cơ sở dữ liệu vào đây. Tên của cơ sở dữ liệu là My Music nha. Tiếp tục chúng ta sẽ chọn cái bộ mã ký tự cho cơ sở dữ liệu của chúng ta. Chúng ta sẽ chọn cái bộ mã Unicode 4 byte đây ha. Chúng ta chọn cái bộ mã này thì chúng ta mới sử dụng được tiếng Việt nha. Sau khi chọn xong chúng ta nháy chọn và nút lệnh OK. Chúng ta thấy phần mềm nó đã tạo cái cơ sở dữ liệu My Music cho chúng ta đây rồi ha. Còn đây là cái câu truy vấn. Đây là cái câu lệnh được dùng để tạo cái cơ sở dữ liệu My Music. Chương trình nó đã tạo ra cái cơ sở dữ liệu, đồng thời nó show cho chúng ta thấy cái câu lệnh được dùng để tạo cái cơ sở dữ liệu ha. 2. Tạo lập bảng. Chúng ta đã tạo xong cái cơ sở dữ liệu My Music. Tiếp tục chúng ta sẽ tạo bảng cho cái cơ sở dữ liệu này nha. Bảng của cơ sở dữ liệu My Music chúng ta tạo là bảng nhạc sĩ ha. Tạo bảng thì chúng ta sẽ khai báo tên của bảng, các cái trường có trong bảng cũng như là khóa chính của bảng, đồng thời khai báo các cái kiểu dữ liệu của các trường đây ha. Trước hết là khai báo bảng, trường và kiểu dữ liệu. Cách khai báo như sau. Chúng ta sẽ nháy chuột phải vào cái cơ sở dữ liệu My Music nha, cơ sở dữ liệu My Music đây ha. Chúng ta nháy chuột phải, chọn tạo mới đây, tiếp tục chọn table, hoặc là chúng ta vào cái cơ sở dữ liệu My Music ở đây cũng được. Và nháy chuột phải vào cái vùng này, chọn tạo mới, sau đó chọn table ở đây. Tiếp theo chúng ta sẽ nhập tên bảng vào đây nha. Tên của bảng là nhạc sĩ ha. Tiếp tục chúng ta chọn thêm mới để mà khai báo trường của bảng. Đây, trường đầu tiên nó nằm ở hàng này. Chúng ta sẽ nhập tên trường vào đây nha. Trường này là trường ID nhạc sĩ ha. Kiểu dữ liệu của trường chúng ta chọn ở đây, kiểu số nguyên int.
thuộc tính allow null tức là cho phép giá trị null, giá trị null tức là không có giá trị gì cả. Chúng ta bỏ thuộc tính này đi nha, bởi vì cái mã định danh thì bắt buộc phải có giá trị. Mặc định thì chúng ta sẽ chọn cái thuộc tính là auto increment. Đây ha, tự động tăng giá trị, chúng ta chọn thuộc tính này. Rồi, như vậy là chúng ta đã khai báo xong một trường. Tiếp tục chúng ta chọn thêm mới để khai báo thêm một trường nữa cho cái bảng nhạc sĩ. Tên của trường này là tên nhạc sĩ nha. Kiểu dữ liệu là kiểu sau ký tự và cha ha. Độ dài, chúng ta chọn cái độ dài là 255 ký tự nha. Độ dài tối đa ha. Mặc định, ở đây chúng ta sẽ cho mặc định là ký tự rỗng, tức là không có gì ha. Chúng ta bỏ cái giá trị này đi. Rồi, như vậy là chúng ta đã khai báo xong cái bảng nhạc sĩ cùng với các cái trường và kiểu dữ liệu của cái bảng nhạc sĩ. Tiếp theo là khai báo khóa chính cho bảng nha. Thì bước đầu tiên chúng ta sẽ chọn cái trường làm khóa chính. Bảng này chúng ta chọn cái trường ID nhạc sĩ làm khóa chính nha. Chúng ta sẽ nháy chuột phải vào cái trường ID nhạc sĩ. Sau đó chọn Create New Index đây ha. Tiếp tục chọn Primary. Primary là khóa chính nha. Chúng ta thấy cái biểu tượng khóa chính nó xuất hiện ở đây, ngay cái trường ID nhạc sĩ ha. Hoặc là chúng ta nhìn ở đây cũng được. Primary Key đây ha, là cái trường ID nhạc sĩ. Trong trường hợp chúng ta muốn chọn cái trường khác làm khóa chính thì chúng ta chọn lại ở đây nha. Đây, chúng ta nhấn chọn vào nút mũi tên đây, chọn lại cái trường. Giả sử chúng ta chọn trường tên nhạc sĩ làm khóa chính ha. Đây, chúng ta thấy cái biểu tượng khóa chính nó đã di chuyển xuống cái trường tên nhạc sĩ đây rồi ha. Rồi, như vậy là chúng ta đã khai báo xong cái khóa chính cho cái bảng nhạc sĩ. Cuối cùng là lưu kết quả nha. Để lưu kết quả thì đơn giản chúng ta chỉ cần nháy chuột vào cái nút lệnh lưu ở đây. Rồi, chúng ta thấy ở cái cơ sở dữ liệu Music nó đã xuất hiện cái bảng nhạc sĩ đây rồi ha. Như vậy là chúng ta đã khai báo xong một cái bảng cho cái cơ sở dữ liệu Music, bảng nhạc sĩ, cùng với đó là các cái trường của bảng, các cái kiểu dữ liệu của trường và khóa chính của bảng. Tiếp tục bài học, chúng ta sang phần luyện tập. Yêu cầu của phần luyện tập: khai báo tạo lập bảng ca sĩ như thiết kế ở bài 18. Đây là cái bảng ca sĩ mà chúng ta đã thiết kế ở bài 18. Thì cách tạo lập cái bảng ca sĩ này chúng ta sẽ thực hiện như sau. Trước hết là chúng ta sẽ khai báo cái bảng ca sĩ trong cái cơ sở dữ liệu My Music. Cơ sở dữ liệu My Music chúng ta đã tạo trong cái phần thực hành rồi hết. Tiếp tục chúng ta sẽ khai báo hai cái trường của bảng ca sĩ. Đây, hai trường này. Trường ID ca sĩ và trường tên ca sĩ, cùng với cái kiểu dữ liệu của nó nha. Và cuối cùng là khai báo khóa chính của bảng. Khóa chính của bảng chính là cái trường ID ca sĩ đây ha. Bây giờ chúng ta thực hiện cái yêu cầu của phần luyện tập nha. Chúng ta sang phần cuối cùng của bài học, phần vận dụng. Yêu cầu của phần vận dụng: hãy lập cơ sở dữ liệu quản lý tên các quận huyện, tỉnh thành phố của Việt Nam, tạo bảng tỉnh thành phố.
Cái cơ sở dữ liệu quản lý tên quận huyện, tỉnh, thành phố của Việt Nam chúng ta đã thiết kế trong cái bài 18 rồi nha, phần vận dụng của bài 18. Và bây giờ chúng ta sẽ tạo cái cơ sở dữ liệu đó, đồng thời chúng ta tạo một cái bảng của cơ sở dữ liệu này là cái bảng tỉnh ha, bảng này. Thì cách làm như sau, trước hết là chúng ta sẽ khai báo cái cơ sở dữ liệu quản lý tên các cái quận huyện, tỉnh, thành phố của Việt Nam. Giả sử chúng ta đặt tên của cơ sở dữ liệu này là My List nha. Tiếp tục chúng ta khai báo cái bảng tỉnh của cái cơ sở dữ liệu My List này. Chúng ta khai báo các cái trường của cái bảng tỉnh, gồm có hai trường, đây ha, trường ID tỉnh, đây là kiểu số nguyên và có thuộc tính là tự động tăng giá trị. Trường tên tỉnh có cái dữ liệu là sau ký tự ha. Và cuối cùng là khai báo khóa chính của bảng. Chúng ta khai báo cái trường ID tỉnh này là cái khóa chính của bảng nha. Rồi chúng ta thực hiện cái yêu cầu của phần vận dụng ha. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong cái bài thực hành số 19. Chúng ta kết thúc bài học tại đây nha. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe bài học. Nếu các bạn có bất cứ thắc mắc hay câu hỏi gì liên quan đến bài học thì hãy để lại comment ở bên dưới. Nếu các bạn thấy thích video này thì hãy like, share hoặc là subscribe, đăng ký kênh để ủng hộ chương trình nha. Xin chào và hẹn gặp lại.